kính chào quý vị, các bạn cùng toàn thể các em. Quý vị, các bạn và các em thân mến, các bài lần trước tôi và cô Quyên đã hướng dẫn các em bài tập về phần quy luật di chuyển. Hôm nay tôi và cô Quyên sẽ hướng dẫn các em một phần bài tập khác, đó là bài tập về di chuyển quần thể. Để làm được tốt bài tập phần di chuyển quần thể thì chúng ta cần phải nắm vững tất cả những cái công thức, các cái cách giải về phần bài tập di truyền mà chúng tôi đã hướng dẫn lần trước. Cụ thể bài tập di truyền quần thể giải như thế nào và áp dụng về các quy luật di truyền lần trước ra làm sao thì bài học hôm nay tôi và cô Quyên sẽ làm sáng rõ vấn đề đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Xin kính chào quý vị, các bạn và các em. Bài tập về di truyền quần thể có rất nhiều dạng bài tập mà chúng ta cũng sẽ bắt gặp ở trong các đề thi. Trước hết, chúng ta tìm hiểu dạng bài tập xác định tổng số kiểu gen tối đa có trong quần thể ngẫu phối. Thì ở dạng bài tập xác định tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể ngẫu phối thì chúng ta cũng sẽ xét trường hợp mà gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và trường hợp gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Thứ nhất, là khi gen nằm trên nhiễm sắc thể thường thì chúng ta cũng lần lượt xét từ một gen rồi xét đến hai gen và nhiều gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Đầu tiên chúng ta xét một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường thì số kiểu gen tối đa về gen đó chúng ta sẽ có công thức là M nhân với mở ngoặc M cộng 1 đóng ngoặc rồi tất cả chia 2. Với M là số alen của gen đó. Trong cái công thức này thì chúng ta thấy là nó sẽ có số kiểu gen đồng hợp chính bằng số alen tức là bằng m. Và số kiểu gen dị hợp thì sẽ bằng tổng số kiểu gen trừ đi số kiểu gen đồng hợp thì sẽ được số kiểu gen dị hợp theo công thức là m nhân với mở ngoặc m trừ 1 đóng ngoặc tất cả trên 2. Để áp dụng công thức này, chúng ta làm một số ví dụ như sau. Xét một gen có 3 alen: A lớn, A nhỏ, A nhỏ 1. Chúng ta thấy rằng với 3 alen này sẽ có 6 kiểu gen là A lớn A lớn, A lớn A nhỏ, A lớn A nhỏ 1, A nhỏ A nhỏ, A nhỏ, A nhỏ 1 A nhỏ, A nhỏ 1, A nhỏ A nhỏ 1. Áp dụng công thức chúng ta sẽ có 3 nhân với mở ngoặc 3 cộng 1 đóng ngoặc tất cả chia 2 bằng 6. Chúng ta thấy rằng có 3 kiểu gen đồng hợp. Đó là A lớn A lớn, A nhỏ A nhỏ, A nhỏ 1, A nhỏ 1. Và 3 kiểu gen dị hợp đó là A lớn A nhỏ, A lớn A nhỏ 1 và a nhỏ a nhỏ 1 Các em ạ, à, sở dĩ các cô đưa ra công thức này là để các em vận dụng khi mà người ta hỏi là số kiểu gen về một gen nào đó mà cái gen ấy lại có nhiều alen. Còn nếu như mà một gen có hai alen thông thường, ví dụ như là một gen có hai alen là a lớn và a nhỏ thì các em cũng biết ngay là có ba kiểu gen. a lớn a lớn A lớn A nhỏ và A nhỏ A nhỏ Thì chúng ta cứ thế là chúng ta viết ra là chúng ta có thể xác định được số kiểu gen Nhưng nếu như trong trường hợp mà người ta hỏi Xác định số kiểu gen về cái gen nào đó mà gen ấy lại có nhiều A len Từ 3 đến 4 đến 5 chẳng hạn Thì lúc bấy giờ chúng ta hãy vận dụng công thức để làm cho nó nhanh các em nhé và các em ạ à, các công thức này các cô đưa ra là chỉ để cho các em tham khảo mà thôi các em cũng có thể là tìm ra những cái công thức nào đó à, chúng ta tự tìm tự thiết lập miễn là các em giải ra đúng đáp số và hợp logic và đúng với đề bài đã cho là được khi mà các gen nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau thì trước hết các em phải tính số kiểu gen về mỗi gen à, theo công thức tính cho một gen mà các cô vừa giới thiệu sau đó chúng ta nhân số kiểu gen của các gen riêng lại với nhau thì ta sẽ được số kiểu gen về các gen mà đang xét tuy nhiên thì cái dạng tính số kiểu gen về các gen này chúng ta cũng đã tìm hiểu ở bài tập quy luật phân ly độc lập rồi nhưng các cô vẫn đưa ra một cái công thức để các em có thể vận dụng khi cần thiết à, giả sử xét um, 3 gen à, nằm trên ba nhiễm sắc thể khác nhau À, trong đó gen 1 có M alen, gen 2 có N alen, gen 3 có P alen. Thì số kiểu gen tối đa về 3 gen sẽ là M nhân với mở ngoặc M cộng 1, tất quả đóng ngoặc chia 2. Rồi nhân với N, à, nhân với mở ngoặc N cộng 1, đóng ngoặc tất cả chia 2. Rồi tiếp tục nhân với P, à, nhân với mở ngoặc P cộng 1 đóng ngoặc tất cả chia 2. Và các em lưu ý cô nhắc lại là công thức này chúng ta sẽ vận dụng khi xét nhiều gen và mỗi gen lại có nhiều alen. Đối với các gen mà nằm trên các nhiễm sắc thể thường khác nhau thì theo các cái quy luật phân ly độc lập ở các cái bài trước chúng ta cũng đã đề cập đến nhưng mà nếu mà các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể À, tức là chúng di truyền liên kết với nhau Thì chúng ta làm thế nào để tính được số kiểu gen về các gen đang xét à, Các em ạ, à, như vừa rồi là cô Hương đã nêu ra một vấn đề Khi mà các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường Thì liệu cái công thức tính nó có giống như là cái công thức mà các cô vừa giới thiệu Cho trường hợp các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể hay không Thì trước hết là chúng ta sẽ xét một cái ví dụ đã à, Ví dụ là trong một quần thể xét hai lô cút gen cùng nằm trên một cặp những sắc thể thường. Mỗi lô cút có hai alen qua giao phối sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen. À, thì ở đây ta giả sử như hai cái cặp gen mà xét đến ở đây là hai cặp A lớn A nhỏ và B lớn B nhỏ nằm trên hai cặp những thể khác nhau thì chúng ta cũng biết là theo quy luật phân ly độc lập thì có tối đa là 9 kiểu gen. Ví dụ như là A lớn A lớn, B lớn B lớn Rồi A lớn A lớn, B lớn B nhỏ A lớn A nhỏ, B lớn B lớn A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ à, A lớn A lớn, B nhỏ B nhỏ Vân vân Và như vậy chúng ta phải thuộc 9 kiểu gen Nhưng mà khi hai gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể Hay nói cách khác là nó có thể có hiện tượng liên kết hoán vị gen thì lúc đấy kiểu gen của chúng ta lại không phải là chín kiểu gen nữa. Nhưng mà vừa rồi là cô đưa ra cho chúng ta là dựa vào cái chín kiểu gen trong quy luật phân ly độc lập bởi vì các kiểu gen trong quy luật phân ly độc lập thì các em thường là các em nhớ rất dễ các cô đưa ra là từ các kiểu gen trong quy luật phân ly độc lập nó đang làm nền tảng để chúng ta xét sang trường hợp mà các gen cùng nằm trên một những nhiễm sắc thể thế cụ thể ở đây các cái cặp gen đồng hợp trong quy luật phân ly độc lập khi chuyển sang quy luật liên kết gen, gen, kết gen. à thì, thì cái kiểu gen nó vẫn như vậy, tức là một kiểu gen thì bên liên kết gen nó cũng chỉ có một kiểu gen thôi. Nhưng mà khi mà cái cặp gen này nó lại không phải là gen đồng hợp, nó lại là gen dị hợp. Thì lúc này vấn đề đặt ra là chúng ta biết là trong trường hợp dị hợp hai cặp gen thì chúng ta thấy rằng là có trường hợp dị hợp đều và trường hợp dị hợp chéo thì lúc này cái kiểu gen tối đa của chúng ta không phải là 9 kiểu gen như là phân ly độc lập mà lúc này kiểu gen của chúng ta lại lên tới 10 kiểu gen cơ. bởi vì trong trường hợp dị hợp hai cặp gen A lớn A nhỏ B lớn B nhỏ A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ là một kiểu. A lớn B nhỏ trên A nhỏ B lớn lại là một kiểu khác. Thế thì nó vẫn là hai cặp gen dị hợp nhưng mà rõ ràng là hai kiểu gen này là khác nhau. Thế nên chúng ta có tận 10 kiểu gen. Nếu như mà trong trường hợp mà hai cặp gen cùng nằm trên một cặp nhiễm thể thì nếu mà cách làm như các cô gọi là cách làm thủ công, tức là chúng ta viết ra thì tất nhiên cái nền để viết là chúng ta dựa vào chín cái kiểu gen trong quy luật phân li độc lập. Thì các kiểu gen đồng hợp về hai gen rồi đồng hợp về một gen còn cặp gen kia là dị hợp ấy, thì có bao nhiêu kiểu gen bên phân ly độc lập thì sẽ có bấy nhiêu ở bên liên kết nhưng chỉ có cách viết là khác nhau thôi nhưng riêng kiểu gen dị hợp về hai gen thì bên phân ly độc lập thì viết là a lớn a nhỏ b lớn b nhỏ nhưng sang liên kết thì lại có hai kiểu gen với hai cách viết khác nhau là a lớn b lớn trên a nhỏ b nhỏ hoặc là a lớn b nhỏ trên a nhỏ b lớn như thế thì nếu như chúng ta tự tay chúng ta viết ra thì chúng ta cũng viết được 10 kiểu gen. Thế còn nếu như mà chúng ta sử dụng công thức chúng ta tính thì các em có thể sẽ nhanh hơn. Giả sử như ở trên thì hai lô cút gen và mỗi lô cút thì có hai alen. Vậy chúng ta sẽ lấy 2 nhân với 2 thì chúng ta sẽ được tích số alen của hai gen. Rồi chúng ta lấy tích số đó rồi chúng ta nhân với mở ngoặc là tích số alen của hai gen là 2 nhân với 2 cộng với 1 Tức là ta nhân đến một tổng đấy. Thì trong cái tổng đấy là có tích số alen cộng với 1 Sau khi nhân xong thì tất cả chúng ta chia cho 2 Thì chúng ta cũng được 10 kiểu gen Vậy nếu các em mà làm theo cái cách này thì các em không cần phải viết ra nữa Và chúng ta nên đưa ra một cái công thức Để các em có thể áp dụng cho trường hợp mà có từ 2 cho đến 3 gen trở lên cùng nằm trên một đặc nhiễm sắc thể thường. À, từ ví dụ trên thì chúng ta có thể khái quát thành một cái công thức như sau. Chúng ta giả sử là xét hai gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Gọi m, n lần lượt là số alen của gen 1 và gen 2 thì số kiểu gen tối đa về hai gen sẽ bằng là m -N nhân n mở ngoặc m nhân n cộng 1 đóng ngoặc tất cả chia 2. Cô Hương vừa rồi đã đưa cho các em một công thức là cho trường hợp mà xét à, hai gen khác nhau. Với công thức trên thì chỉ xét cho hai gen, nhưng nếu số gen nhiều hơn nữa thì các em chỉ việc nhân thêm số alen vào tích số alen ở công thức trên. Và để rõ hơn thì chúng ta sẽ xét một ví dụ sau. Ví dụ trong một quần thể, xét 3 lô cút gen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Mỗi lô cút có 2 alen qua giao phối sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen. Thì ở cái ví dụ này thì không phải là xét 2 gen nữa mà là xét 3 gen. Vậy thì từ công thức trên ta phải vận dụng linh hoạt. À, nếu theo công thức thì trước hết ta tính số alen của 3 gen. Mà số alen của 3 gen đây nó sẽ bằng 2 x 2 x 2 Và bằng 8 Vì mỗi gen có 2 alen mà Thế sau khi các em tính được tích số alen của 3 gen rồi Tiếp theo ta sẽ lấy tích đó Ta nhân với tổng của tích đó cộng với 1 Thế rồi tất cả chia, chia cho, cho 2 Thì chúng ta sẽ được 36 kiểu gen Khi gặp các cái dạng bài này Thì các em vẫn có thể là chọn ra những cái đáp án sai Tại sao mà Gặp các cái dạng bài này mà mặc dù nhiều khi có công thức rồi Áp dụng thôi Mà vẫn cứ tính sai, vẫn cứ chọn đáp án sai Thì có lẽ là Cái này nó thuộc về kỹ năng làm bài Của các em thôi Thứ nhất là các em phải đọc đề Xem người ta hỏi là cho mấy gen này Thế rồi là à, Các gen nằm trên những thể thường hay là những thể giới tính Rồi các gen um, Phân ly độc lập hay là Các gen di chuyển liên kết Thế nói tóm lại là để mà làm một cái bài tập này đúng thì các em có hai cái điều quan trọng mà các em phải lưu ý khi giải cái bài tập dạng này. Đó là gì? Là đọc kỹ xem nhá, đề hỏi về mấy gen và mỗi gen có mấy alen. Đấy, rồi các gen này nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau hay cùng nằm trên một nhiễm sắc thể. Rồi, sau đó chúng ta mới thuộc công thức và vận dụng công thức để cho đúng với đề bài. Các bài tập chúng ta đã làm, các gen không phải chỉ nằm ở trên nhiễm sắc thể thường mà chúng ta thấy là các gen còn nằm trên những nhiễm sắc thể giới tính. Thế thì vậy làm thế nào để tính được cái số kiểu gen về các gen mà nằm trên nhiễm sắc thể giới tính? Trước hết ta xét một cái trường hợp đơn giản là ta xét một lô cút gen mà có M alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Tức là à, gen đó nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X mà không có alen tương ứng trên đúng. Y. Ừ. Thì các em cần chú ý là số kiểu gen về nhiễm sắc thể giới tính sẽ gồm hai loại. Là gồm số kiểu gen thuộc giới XY và số kiểu gen thuộc giới XX. <laughs> ta xem cái cặp nhiễm sắc thể giới tính xx như cặp nhiễm sắc thể thường. Bởi vì cặp này là cặp nhiễm sắc thể tương đồng. đồng. À và nếu như ta xem cặp xx như cặp nhiễm thể thường thì ta có thể áp dụng công thức mà chúng ta đã xét ở cái trường hợp trước là số kiểu gen xx lúc này thì sẽ bằng m nhân với mở hoặc m cộng 1 đóng ngoặc tất cả chia 2. Còn nếu mà gen nằm trên nhiễm sắc thể XY thì lúc này chúng ta thấy rằng là lô cút chúng ta xét có bao nhiêu alen thì sẽ có bấy nhiêu kiểu gen XY về cái lô cút đó. Thí dụ như là chúng ta xét gen có M alen thì chúng ta thấy rằng là sẽ có M kiểu gen XY. À, bây giờ để rõ hơn cái công thức các cô vừa hướng dẫn các em, chúng ta xét luôn một ví dụ cụ thể. À, thì chúng ta sẽ sẽ dễ hiểu và dễ thuộc công thức hơn. Ví dụ xét một gen có hai alen, A lớn và A nhỏ. À, gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, à, không có alen tương ứng trên đi. Thì số kiểu gen tối đa nếu theo công thức thì chúng ta chỉ việc lấy 2 nhân với mở ngoặc 2 cộng 3 tất cả chia 2 bằng 5. Thế nhưng để hiểu rõ hơn vì sao lại ra 5 thì trước hết các em tính riêng số kiểu gen thuộc giới XX ra. Mà thuộc giới XX, các em tự tay các em cũng có thể viết được ba kiểu gen. Là XA lớn, XA lớn, XA lớn, XA nhỏ và XA nhỏ, XA nhỏ. Các Tức em... là đồng hợp về A lớn, đồng hợp về A nhỏ và dị hợp. Đúng rồi ạ. Thì các em có thể tự tay các em viết. Hoặc nếu vận dụng công thức giống như gen nằm trên những sắc thể thường là ta lấy 2 nhân với mở ngoặc 2 cộng 1 đóng ngoặc tất cả chia 2 thì ta cũng được ba kiểu gen. Thế như vậy ta tính riêng số kiểu gen của giới XX trước. Thế sau đó rồi chúng ta tính số kiểu gen của, của giới XY. Thì theo như trên chúng ta nói rằng là gen này có hai alen thì cũng sẽ có hai kiểu kiểu gen, gen của à, giới XY. Và nếu các em viết thì các em cũng viết được ngay đó là, đó là à? một nhiễm sắc thể x mang a len trội và một vâng, nhiễm đúng, sắc thể vâng. x mang alen lặn đúng, đúng rồi không? như vậy cụ là... thể ở đây là x a lớn y và x a nhỏ y vâng thế sau đó thì chúng ta cộng vào thôi chúng ta lấy hai cộng với ba thì chúng ta sẽ được 5 thế nhưng mà theo các cô thì nếu như các em hiểu bản chất rồi mà các em lại thuộc được công thức thì chúng ta nên sử dụng công thức nó sẽ nhanh nó sẽ giúp các em nhanh chóng chọn được đáp án trong cái dạng đề thi để trắc nghiệm hiện nay như vậy thì từ cái ví dụ trên chúng ta có thể khái quát thành công thức để các em vận dụng nhanh khi làm đề trắc nghiệm. Công thức này như sau. Nếu xét một lô có M nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Theo lý thuyết thì có số gen tối đa là M cộng với M nhân với mở ngoặc M cộng 1 đóng ngoặc tất cả chia 2. Nó sẽ chính bằng M nhân với mở ngoặc M cộng 3 đóng ngoặc tất cả chia 2. Trong đó chúng ta thấy M là số kiểu gen của giới XY. Còn M nhân với mở ngoặc M cộng 1 đóng ngoặc chia 2 là số kiểu gen của XX. À, cô Hương à, trên nhiễm sắc thể giới tính thì ta cũng sẽ bắt gặp những bài mà một gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính nhưng cũng có thể bắt gặp là à hai gen hoặc ba gen cùng nằm trên nhiễm, nhiễm sắc thể giới tính, X tính chẳng hạn. À. Vậy thì bây giờ liệu công thức tính nó có giống với trường hợp mà khi nhiều gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường không nhỉ? À, các em ạ, à, nếu mà chúng ta xét hai gen hoặc là nhiều gen cùng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X mà không có alen tương ứng trên Y thì theo lý thuyết À, số kiểu gen tối đa gọi m n lần lượt là số alen của gen 1 và gen 2. Như vậy chúng ta lấy là m nhân n mở ngoặc m nhân n cộng với 3 đóng ngoặc chia cho 2. Tức là lúc này là chúng ta không phải là chỉ có là một gen hai alen nữa mà lúc này chúng ta đã có là hai gen và mỗi một cái alen của gen này thì chúng ta tự đặt tên thí dụ là m là n là p vân vân. như công thức cô Hương vừa nói ấy, thì m chính là số alen của gen thứ nhất mà n thì chính là số alen của gen, gen thứ, hai. thứ hai. Vậy thì nếu m nhân với n nó chính là tích số alen của hai của gen. hai gen. Vậy nếu như mà xét đến ba gen, chẳng hạn gen thứ ba là p hoặc gen thứ tư là q chẳng hạn thì chúng ta đầu tiên chúng ta cũng cứ tính tích số alen các gen m nhân n nhân p nhân q nhân vân vân thế thì các em hãy lưu ý cho cô là cũng giống như trường hợp các gen cùng nằm trên những thể thường thì để xác định số kiểu gen mà các gen cùng nằm trên những thể giới tính X thì chúng ta cũng tính tích số alen của các gen rồi các em lấy tích đó nhân với tổng của tích số các alen cộng với một rồi tất cả các em chia cho hai và tuy nhiên có một điểm khác biệt các em ạ, các em cần phải chú ý, nếu không các em sẽ bị nhầm công thức ngay. Nếu gen nằm trên những thể thường thì trong ngoặc của biểu thức là tổng của tích số alen cộng 1. Nhưng nếu của giới tính thì lại cộng với 3 Đúng rồi. chứ không phải là cộng với Đúng 1. Đúng rồi, nếu như các gen nằm trên giới tính thì trong ngoặc của biểu thức đấy là tổng của tích <laughs> số alen của các gen cộng với 3. Đấy các em hết sức chú ý cho cô như vậy. Và nếu các em mà phân biệt được như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng đúng công thức và chắc chắn là sẽ không thể chọn sai đáp án được. Và để rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng xét một ví dụ sau. Chúng ta có ví dụ của đề đại học 2009 như sau. Ở người, gen A lớn quy định mắt nhìn màu bình thường. A lên a nhỏ quy định bệnh mù màu đỏ và lục. Gen B lớn quy định máu khó đông bình thường alen B nhỏ quy định bệnh máu khó đông. Các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen D lớn quy định thuận tay phải, alen D nhỏ quy định thuận tay trái nằm trên nhiễm sắc thể thường. Số kiểu gen tối đa về ba lô cút trên trong quần thể người là A39, B42, C27. D36. Ở đây, trước tiên khi làm bài này, chúng ta phải phân tích xem cái đề bài này cho như thế nào. Ở đây chúng ta thấy rằng là đề bài cho chúng ta là 3 gen. Gen thứ nhất có hai alen, đó là A lớn và A nhỏ. Gen thứ hai cũng có hai alen là B lớn và B nhỏ cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ thì cùng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Còn gen thứ ba thì có A len là D lớn và D nhỏ thì lại nằm trên nhiễm sắc thể thường. Thế thì nếu như chúng ta xét cặp gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, thì chúng ta thấy là chúng di chuyển liên kết. Nhưng mà nếu xét uh, giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính thì cặp A lớn A nhỏ và B lớn B nhỏ lại phân ly độc lập với cái cặp D lớn D nhỏ. À, như cô Hương vừa rồi đã phân tích rõ cho các em là ở đây có cái sự phân ly độc lập giữa cái cặp những thể giới tính với cặp những thể thường. Vậy thì ở bài này à, chúng ta sẽ áp dụng công thức tính số kiểu gen cho các gen cùng nằm trên những giới tính X. Rồi chúng ta lại áp dụng công thức tính số kiểu gen cho gen nằm trên những thể thường. Sau đó vì hai những thể phân li độc lập thì chúng ta lấy tích số các kiểu gen riêng về mỗi những sắc thể thì chúng ta sẽ được số kiểu gen tối đa cần tìm. Và cụ thể ở đây đối với gen nằm trên những thể giới tính X và đây là có hai gen thì chúng ta sẽ phải áp dụng công thức m nhân n nhân với mở ngoặc m nhân n cộng 3 đóng ngoặc tất cả chia 2. Và sau đó thì ta áp dụng công thức tính số kiểu gen trên nhiễm nhiễm sắc thể thường và cụ thể công thức đó là m nhân với m cộng 1 đóng ngoặc tất cả chia 2. À, cuối cùng chúng ta lấy tích số các kiểu gen thì chúng ta sẽ được số kiểu gen chung. À, cụ thể ở đây à, chúng ta có số kiểu gen về nhiễm sắc thể giới tính sẽ là 2 x 2 mở ngoặc 2 x 2 cộng với cả 3 đóng ngoặc tất cả chia 2 và bằng 14. Như vậy số kiểu gen về nhiễm sắc thể thường thì sẽ là bằng 2 nhân với mở ngoặc 2 cộng 1 đóng ngoặc tất cả chia 2 và được 3. Cuối cùng tổng số kiểu gen thì sẽ bằng là 14 nhân với 3 thì sẽ bằng là 42. Như vậy là cuối cùng là chúng ta lấy tích của các cái riêng mà chúng ta đã tính lại thì chúng ta sẽ ra tổng số kiểu gen chung. Qua bài này thì các cô cũng lưu ý các em là đề không chỉ hỏi riêng về số kiểu gen của các gen trên nhiễm sắc thể giới tính hay trên nhiễm sắc thể thường mà đôi khi người ta có thể hỏi số kiểu gen về gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính rồi gen khác thì lại nằm trên nhiễm sắc thể thường như cái ví dụ của đề thi đại học năm 2009 mà các cô vừa hướng dẫn các em vậy thì các cô cũng mong rằng là các em hết sức linh hoạt nếu như người ta hỏi riêng về nhiễm sản giới tính thì ta tính riêng công thức cho nhiễm thể giới tính nhưng nếu hỏi riêng trên nhiễm sức thể thường thì ta tính riêng cho gen trên nhiễm thể thường nhưng nếu trong đề bài có cả những thể thường những giới tính mà những thể thường giới tính ta biết là chắc chắn là chúng phân ly độc lập rồi thì cuối cùng là các em phải làm một cái phép tính đó là lấy tích số kiểu gen của gen trên người thường và trên người giới tính thì các em mới ra được cái đáp số cuối cùng. Như vậy, cô và cô Quyên vừa hướng dẫn các em thành lập một số các cái công thức khái quát để chúng ta tính được các cái kiểu gen rồi các cái alen ở trong một cái quần thể. Và các cô mong rằng với những cái hướng dẫn của các cô, các em sẽ ôn tập thật tốt để giành được những cái kết quả thật cao trong những cái cuộc thi sắp tới. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị, các bạn cùng toàn thể các em.